Ngày 13 tháng 1, Wallpaper vừa công bố giải thưởng của ngành kiến trúc và nội thất được trao cho năm 2021, vượt qua các công trình của Canada, Nam Phi, Jordani và nước chủ nhà là Anh. Nhà bát tràng của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa được trao giải nhất cho hạng mục thiết kế nhà dân dụng năm 2021. Đây là công trình đã được thiết kế xây dựng vào năm 2020, mang đậm nét văn hóa Việt Nam nhưng không thiếu tính hiện đại. Wallpaper đánh giá cao nhà bát tràng ở việc sử dụng những sản phẩm đất nung địa phương như một tấm áo choàng cho ngôi nhà để hạn chế nắng nhiệt đới nhưng không lấy đi ánh sáng và gió. Hơn nữa, chính tấm áo choàng này cho thấy nét đặc trưng văn hóa và di sản văn hóa bản địa. Như vậy là thêm một lần nữa, một công trình kiến trúc Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa Việt lại được ghi dấu trên bản đồ kiến trúc thế giới. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp.